Phận người. Kinh văn: Phục thứ A Nan, tùng thị súc sanh, thù thường tiền trái, nhược bỉ thù giả, phân biệt sở thù, thử đẳng chúng sanh, hoàn phục vi nhân, phản trưng kỳ thẳng. Việt dịch: Lại nữa A Nan, các súc sinh ấy đến trả nợ trước, nếu khi trả nợ trả quá nợ cũ thì những chúng sinh ấy trở lại làm người, đòi lại chỗ thừa. Giảng giải: Kẻ ấy sống đời súc sinh để trả lại nợ đã gây ra trong quá khứ, nếu như trả quá số nợ cần thiết, kẻ ấy sẽ lại tái sinh làm người để đòi lại chỗ thừa đã trả. Kinh văn: Như bỉ hữu lực, kiềm hữu phước đức, tắc hư nhân trung, bất giả nhân thân, thù hoàn bỉ lực, nhược vô phước giả, hoàn vi súc sanh, thường bỉ dư trực. Việt dịch: Nếu như bên kia có sức lại có cả phúc đức, thì ở trong loài người không rời bỏ thân người mà hoàn trả lại chỗ thừa đó. Nếu không có phúc đức thì phải làm súc sinh để đẻ lại chỗ thừa. Giảng giải: Nếu như bên kia có sức lại có cả phúc đức, thì ở trong loài người không rời bỏ thân người, súc là năng lực của nghiệp tốt. Nếu bên kia tích lũy nhiều phúc đức, họ sẽ không đánh mất thân người mà hoàn trả lại chỗ thừa đó. Hoàn trả xong dư nợ, kẻ đó vẫn trong hình dạng súc sinh. Nếu không có phúc đức thì phải làm súc sinh để đền lại chỗ thừa, phải tái sinh làm súc sinh để trả lại nợ đã gây ra. Thật ra chẳng dễ gì lừa đảo lấy cắp của người, mặc dù con người không tham gia tiến trình phân xử này, nhưng chính sức mạnh của nghiệp tự thân người đó tác động như vậy. Kinh văn: A Nan đương trì nhược dụng tiễn vật, hoặc dịch kỳ lực thường túc tự định. Việt dịch: A Nan nên biết nếu như dùng tiền của hoặc công sức người thì đền đủ là xong. Giảng giải: A Nan nên biết nếu như dùng tiền của hoặc công sức người thì đền đủ là xong, khi đã trả đủ nợ nần mọi việc coi như xong. Kinh văn: Như ư trung gian sát bỉ thân mạng, hoặc thực kỳ nhục, như thị nãi trí, kinh vì trần kiếp, tương thực tương tru, do như chuyển luân hỗ vi cao hạ, vô hữu hiu tức. Việt dịch: Còn như trong ấy có giết thân mạng hoặc ăn thịt kẻ khác, như thế thì ăn nhau giết nhau trải qua nhiều kiếp, số như vi trần, cũng như bánh xe xoay vần thay đổi bên cao bên thấp, không có dừng nghỉ. Giảng giải: Còn như trong ấy, trong sự nợ nần người khác có giết thân mạng hoặc ăn thịt kẻ khác, như thế thì ăn nhau giết nhau trải qua nhiều kiếp, số như vi trần, cũng như bánh xe xoay vần thay đổi bên cao bên thấp, không có dừng nghỉ. Cái vòng xoay luân hồi bất tận, ăn thịt người, bị người ăn thịt, giết người, bị người giết, cứ thế mà diễn ra mãi mãi, giống như bánh xe xoay vòng không dừng lại được, đó là điều rất nguy hiểm. Kinh văn: Trừ Samatha, cập Phật xuất thế, bất khả định tầm. Việt dịch: Trừ khi được pháp Samatha hoặc gặp Phật ra đời thì không sao thôi được. Giảng giải: Samatha là tên gọi thiền định, có nghĩa là chỉ tịch tĩnh. Từ khi tu hành pháp thiền ấy và hành pháp thiền lăng nghiêm để đạt được đại định hoặc gặp được Phật ra đời giải thoát con người thì mọi nghiệp chướng ấy mới dừng dứt được. Kinh văn: Nhữ kim ứng tri, bỉ kiêu ngân giả, thủ túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hợp ngoan loại. Việt dịch: Này ông nên biết các loài chim kiêu kia trả hết nợ trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng ngoan cố. Giảng giải: Các loài chỉ những loài chim khác có tính xấu như chim kiêu, sau khi trả xong nghiệp báo, chúng trở lại làm hình dạng người, mà dù làm người nơi nhân gian nhưng tập khí cũ vẫn tiềm tàng chưa dứt, do đó kẻ ấy ưa thích ngao du tập hợp cùng bọn người ngoan cố ương bướng, bất chấp lý lẽ phải trái. Con người thường ưa thích những ai có cùng khuynh hướng, cùng quan điểm như mình, chẳng hạn sinh viên giao du với sinh viên, công nhân làm bạn với công nhân. Kinh văn: Bỉ cữu trừng giả, thù túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hợp dị loại. Việt dịch: Giống kiểu trừng kia trả xong nợ lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạ quái dị. Giảng giải: Sau khi trả xong nghiệp quái, họ được sinh trở lại nhân gian đều rất quái dị. Loại tái sinh này kỳ lạ vẫn thường thấy đăng trên báo, như có người đàn bà sinh ra đứa bé có hai cái đầu,
hoặc hai thân mình liền nhau có một đầu, hoặc sáu quan năng trên thân đứa bé sai lệch, như mắt ở tai, tai ở mắt, hoặc mũi ở miệng, miệng nằm ngay mũi. Thường những quái thai ấy sau khi sinh ra đều không sống được. Kinh văn: Bỉ hồ luân giả, thù túc phục hình, sinh nhân đạo trung, tham ưu dung loạn. Việt dịch: Những loài hồ kia trả xong nợ cũ, trở lại hỉ người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng ngũ dại. Giảng giải: Loài hồ cáo rất tinh khôn, nhưng là loại tinh khôn của quỷ. Chính vì sự sai lầm giả dối ấy, nên khi tái sinh làm người, kẻ ấy thành người dung tục ngu ngốc. Quý vị có nói điều gì người ấy cũng không hiểu. Nếu để y lại một mình, anh ta sẽ tự thấy mình là đúng. Nhưng nếu có hỏi tại sao, người ấy sẽ hoàn toàn mù mịt. Kinh văn: Bỉ độc luân giả, thu túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hợp ngận loại. Việt dịch: Những loài có độc kia trả xong nợ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp bọn nham hiểm. Giảng giải: Những loài có độc kia bao hàm các loài như rắn độc, thú dữ, trả xong nợ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp bọn nham hiểm. Đến xong nghiệp quả, chúng trở lại nhân gian, sinh khí độc ác của loài rắn còn tiềm tàng chưa dứt đi được. Kinh Lăng Nghiêm luận về tính người và tính loài vật rất rõ ràng, tinh xác. Nếu quý vị tìm hiểu cẩn thận, ác sẽ rõ điều đó. Kinh văn: Bỉ hồi luân giả, thu túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hợp ý loại. Việt dịch: Những loài run kia trả nợ xong, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng hèn nhát. Giảng giải: Những loài run kia trả nợ xong, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo. Quý vị có nhớ loài run có thể nói chuyện, lạ lắm đấy chứ. Khi loài vật này trả xong nợ từ quá khứ, chúng sẽ trở lại làm người. Và mặc dù làm người, họ lại sống không đúng với đời người, mà tham hợp hạng hèn nhát. Họ là những kẻ vô dụng, chỉ biết làm theo những gì người khác sai bảo. Hạng người rất tầm thường, thấp kém, chẳng quan trọng gì. Kinh văn: Bỉ thực luân giả, thù túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hợp nhu lại. Việt dịch: Những loài cung cấp thịt ăn kia trả nợ xong, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng nhu nhược. Giảng giải: Những loài cung cấp thịt ăn kia, những kẻ tái sinh làm động vật cung cấp thức ăn cho người, trả nợ xong, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng nhu nhược. Khi đèn xong nghiệp chướng, trở lại hình người, nhưng lại sinh làm người nhu nhược yếu đuối. Vì họ vẫn chưa dứt những tập khí xấu trong quá khứ, họ không thể sống tự lập, mà phải nương náu nhờ vào người khác mà tồn tại. Kinh văn: Bỉ phục luân giả, thù túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hợp lao loại. Việt dịch: Những loài cung cấp đồ ăn mặc kia trả nợ xong, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng lao lụy. Giảng giải: Những loài cung cấp đồ ăn mặc kia trả nợ xong, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo. Những chúng sinh dùng tự thân cung cấp đồ mặc cho người, khi trả nợ xong, trở lại sinh làm người, tham hợp hạng lao lụy, tức người đó có đời sống lao khổ nhọc nhằn, chẳng đặng an nhàn. Kinh văn: Bỉ ưng luân giả, thu túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham ưu văn loạn. Việt dịch: Những loại chim mùa kia trả nợ xong, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng văn hoa. Giảng giải: Những loài chim mùa kia như ngỗng hoang dã, vịt, các loài chim di trú, trả nợ xong, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng văn hoa. Nhưng văn hoa của họ không nhiều, họ chỉ có một ít khả năng nào đó. Họ tham gia văn hóa, nhưng chẳng có tài năng gì nổi trội. Kinh văn: Bỉ hưu trương giả, thu túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham hợp minh loại. Việt dịch: Những loài hưu trương kia trả nợ xong, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng thông minh. Giảng giải: Sự thông minh của họ không sâu xa, tuy nhiên họ rất khéo vẻ biện luận. Kinh văn: Bỉ trừ tuần luân, thù túc phục hình, sanh nhân đạo trung, tham ư đạt loại. Việt dịch: Những loài tuần phục kia trả nợ xong, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng thông đạt. Giảng giải: Những người ấy tỏ ra hiểu biết mọi điều đang xảy ra. Họ hiểu các vấn đề xã hội, nhưng thiếu đi nhận thức sâu xa về quá khứ và hiện tại. Họ thiếu đi nền tảng giáo dục thực sự, nhưng họ vẫn đạt được những thành công đặc biệt trong công việc. Kinh văn: A nan thị đẳng giai dĩ, đúc trái tất thù phục hình nhân đạo, giai vô thủy lai, nghiệp kế điên đảo, tương sanh tương sát, bất ngộ như lai, bất văn chánh pháp, ư trần lao trung, pháp nghĩ luân chuyển, thử bối danh vi, khả lân mẫn giả. Việt dịch: A nan,
bọn ấy trả dòng nợ cũ, trở lại hình người, đều do từ phù thủy đến nay điên đảo về nghiệp, vay trả thừa thiếu. Vay trả thừa thiếu sinh nhau giết nhau, nếu chẳng gặp Như Lai không nghe chính pháp, thì ở trong trần nào cứ tạo nghiệp xoay vần mãi mãi. Bọn ấy thật đáng thương xót. Giảng giải, à nàn, bọn ấy trả xong nợ cũ trở lại hình người, ngay khi trả xong nghiệp báo họ trở lại làm người, đấy đều do từ phù thủy đến nay điên đảo về nghiệp. Vay trả thừa thiếu sinh nhau giết nhau, nhân vì điên đảo về nghiệp giết người và bị người giết, nếu chẳng gặp Như Lai, họ không bao giờ được gặp Như Lai, hoặc không nghe chính pháp, thì ở trong trần lao cứ tạo nghiệp xoay vần mãi mãi, phải mãi mãi hiện hữu trong cõi trần. Xoay vần là chỉ sự trở đi trở lại không dứt. Bọn ấy thật đáng thương xót. Đức Phật nói các chúng sinh như thế đều rất đáng thương xót. Ha ha ha, 闻三摩地所。